Lâm Khánh Chi phẫu thuật dây thanh quản, nguy cơ mất giọng hát. Mới đây, Lâm Khánh Chi đăng tải cho biết cô sẽ sang Thái Lan thực hiện ca phẫu thuật thanh quản vào ngày 22 tháng 10. Nữ ca sĩ cho biết đã chuẩn bị đủ kinh phí và tâm lý từ hơn một năm nay. Cô nói, tôi phẫu thuật dây thanh quản không vì giọng nói hiện tại bị khán giả chê bai. Quyết định này xuất phát từ mong muốn cá nhân để giọng nói nhẹ nhàng hơn. Lâm Khánh Chi cũng không khỏi hồi hộp lo lắng cho sức khỏe, bởi hiện tại cô đã gần 46 tuổi, sức khỏe không còn tốt như trước. Quá trình phẫu thuật sẽ phải gây mê nhiều tiếng, nguy cơ mất giọng hát. Tuy vậy, cô chấp nhận vì mong muốn bản thân được hoàn hảo. Người đẹp chuyển giới cho biết sau phẫu thuật sẽ phải nghỉ ngơi, nên thời gian tới ít xuất hiện. Khi trở lại, cô mong muốn khán giả đón nhận sự mới mẻ ở mình. Sau 10 năm phẫu thuật chuyển giới thành công, đến nay Lâm Khánh Chi mới tiến hành thêm cuộc phẫu thuật thanh quản. Nữ ca sĩ từng trải qua không ít đau đớn, thậm chí giảm trí nhớ do phải gây mê nhiều lần. Hiện cô hài lòng về diện mạo, sống tự tin thoải mái. Nhật Kim Anh nhập viện vì bị sốt co giật. Mới đây, nữ ca sĩ diễn viên Nhật Kim Anh gây lo lắng cho các fan khi bất ngờ lên cơn sốt co giật và phải nhập viện. Nhật Kim Anh chia sẻ, ban đầu bị sốt cứ tưởng là viêm họng bình thường, nhưng không ngờ bác sĩ nói phải nhập viện cắt amidan. Nhật Kim Anh viết trên Facebook, thật sự là lo lắng lắm vì không biết sau khi cắt amidan xong có thể hát bình thường được không nữa. Nếu giọng không còn được như xưa thì sao nhỉ? Khán giả còn ủng hộ và nhớ đến mình hay không? Căng thẳng quá. Đến hôm nay, tay không phải chuyển nước nữa mới lên Facebook cảm ơn cả nhà. Hiện tại, sau khi cắt amidan, sức khỏe Nhật Kim Anh dần ổn định. Bên cạnh gia đình, trong suốt thời gian nằm ở bệnh viện, Nhật Kim Anh còn được nhiều fan tìm đến để thăm hỏi. Nhật Kim Anh xúc động, những lúc thế này mới biết tình thương của mọi người dạt dào biết mấy. Cảm ơn mọi người trong fan club đã luôn quan tâm đến sức khỏe của mèo, thậm chí không quản mệt nhọc, thức trắng đêm, đợi đến sáng để vào thăm mèo. Cảm ơn những người chị của em luôn luôn bên cạnh em trong mọi tình huống. Ngay sau chia sẻ, Nhật Kim Anh nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, động viên và chúc mau chóng khỏe để trở lại với công việc.